Một vị cư sĩ đắc pháp với Mã Tổ. Để thầy nhớ tên A Di Đà Phật. Thầy tự nhiên thầy thuyết pháp cái thầy quên cái tên cái vị cư sĩ đó, một vị mà đắc pháp với Mã Tổ, có con trai con gái mà cũng tu hành luôn. Cái vị này đúng rồi, bàn cư sĩ. Cái vị này đó, quý vị thấy vị này nói như thế nào? Sau khi mà đắc pháp với cái Mã Tổ rồi đó, thì vị mà bàn cư sĩ này nói sao? Gánh nước bủa củi vẫn là diệu dụng của chư Phật. Chỗ này là bàn cư sĩ muốn nói đến cái gì? Muốn nói đến cái chánh định mà mình đã thấy, muốn nói cái sự đại ngộ mình đã vào A Di Đà Phật. Chứ còn tu mà quý vị còn sức nhập thì còn lâu lắm mới thành Phật. Quý vị phải nằm ở trong cái diệu dụng, bữa củi gánh nước, đi làm mọi công việc vẫn nằm trong đại định. Như vậy mới là diệu dụng của chư Phật, diệu dụng của chư Đại Bồ Tát. Đó là bàn cư sĩ đã nói ở trong những cái bài thơ mà chứng đạo. Gánh nước bủa củi là diệu dụng A Di Đà Phật. Bởi vì tất cả quý đại chúng trong đây hầu hết là thiện tri sư thức cư sĩ, thành ra thầy mới dùng cái tên của bàn cư sĩ để thầy xác định với quý vị rằng người ở tại gia chuyên tu vẫn đắc đạo, chứ không phải là chỉ có bậc xuất gia mới đắc đạo. Đừng có hiểu lầm cái điều này. Xuất gia ở trong chùa mà tâm thì phóng túng bên ngoài thì có khác nào người đời. Còn quý vị ở tại gia mà tâm hằng tu học thì có khác gì quý vị ở nơi A Lan Nhã tu học. Thành ra cái xuất gia hay là tại gia không thành vấn đề. Cái vấn đề quan trọng là tâm quý vị có thật sự tu giải thoát hay không. Khi mà quý vị đạt đến cái chánh định thì tâm ý của quý vị bây giờ nó cứng chắc như là kim cương. Tại sao gọi là cứng chắc như kim cương? Là tại vì không có một vọng tưởng nào mà nó có thể nó phá nổi hết á. Giống như là một cái áo mà nó đã bao che lại chung quanh cái tâm quý vị rồi, không một cái vọng tưởng, một giọt nước vọng tưởng hay là một cái mũi kim vọng tưởng nào mà có thể đi vào được hết á. Như vậy thì tâm quý vị nó hoàn toàn trong sạch. Lúc đó nó giống như là một cái bông mà liên hoa, giống như diệu liên hoa, hay là nó cũng như là một cái viên ngọc lưu ly mà không tì vết. A Di Đà Phật. Quý vị thấy sở dĩ mà người đời trọng những cái bậc đại sĩ tu hành là tại sao? Quý vị đó vẫn mang cái thân tướng tứ đại như mọi chúng sinh khác, nhưng mà trọng đây là trọng cái tâm không tì vết, trọng cái tâm mà chân thật tu hành. Chứ thân của các đại sĩ mà dầu cho các ngài ở thế giới nào nữa, ngài đến ở thế giới của nhân sinh này cũng do tinh cha huyết mẹ tạo thành cái thân tứ đại, thì thân mọi người nó bằng với nhau, không có gì khác hết á. Nhưng mà có khác là tại vì tâm các ngài đã xuất thế, tâm các ngài trong sạch như là diệu liên hoa, tâm các ngài như là một cái viên ngọc lưu ly mà không có tì vết. Khác là khác chỗ đó. Quý vị có dịp nào quý vị ngồi kế những cái bậc mà lòng của họ thanh tịnh, quý vị sẽ thấy cái sự thanh tịnh của những cái vị đại sĩ đã truyền đến cho quý vị cũng được thanh tịnh. Quý vị có thể ngồi ngồi gần những cái vị mà tâm họ thanh tịnh đó, quý vị thấy một cái niềm an lạc sâu xa, một cái niềm an lạc mà quý vị chưa hằng bao giờ có hết đó. Đây là do cái sự thanh tịnh của cái vị đó tu mà nó cảm ứng ra ở bên ngoài cái thế giới, làm cho quý vị ngồi gần, quý vị cũng ảnh hưởng cái sự thanh tịnh đó. Quý vị đi chùa, quý vị nếu có dịp nào ngồi gần những vị sư mà họ đã đắc giới, họ đã đắc định rồi, quý vị sẽ thấy sự an lạc. An lạc vô cùng, quý vị cảm nhận được sự an lạc đó, quý vị ngà cảm nhận được cái bầu không khí an lạc ở đó. Và ngược lại, khi mà quý vị ngồi gần một cái người mà tham sân si đầy đủ, quý vị thấy sao? Cái không khí làm như nó bị nóng nảy. Cái không khí làm như là nó làm cho quý vị băn khoăn, làm cho quý vị lo sợ. A Di Đà Phật, nó ảnh hưởng vô cùng. Do đó quý vị, nếu mà quý vị nào có tu một chút thanh tịnh, quý vị ngồi kế những cái vị thiền sư hay ngồi kế những vị cư sĩ mà tâm những vị này thanh tịnh, quý vị feel được ngay, quý vị cảm giác được ngay. Cảm giác được ngay cái vị này đang thanh tịnh. Bởi vì nó ảnh hưởng ra tới bên ngoài. Nó làm cho quý vị đạt đến cái sự an lạc khi quý vị ngồi gần những vị này. Khải ngón tay vượt hàng vô học, pháp ấy không gì so sánh, là một đường thẳng vào niết bàn của các đức Thế Tôn trong mười phương. A Di Đà Phật. Như vậy thì khi tâm mà không có
chấp pháp và hằng trong sạch tịnh tịch, tịch tịnh như lưu ly, như cái diệu liên hoa, thì chỉ trong cái chớp mắt thôi, nó mau hơn là cái tiếng khải móng tay quý vị dự vào cái ngôi đại giác Như Lai. Bởi vì chỉ có ngôi đại giác Như Lai mới là vượt trội hơn cái hàng vô học thôi. Cái hàng vô học mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngài muốn nói đây là hàng A La Hán, mà vượt trội hơn cái hàng A La Hán thì chỉ có những đại sĩ Bồ Tát và chỉ có đại giác Như Lai. Như vậy thì bài thơ này là một cái phương pháp cứu cánh, không có một cái phương pháp nào mà có thể so sánh bằng hết. Con đường này chẳng những ngày hôm nay Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy cho A Nan và đại chúng, mà cũng là con đường mà từ hằng vô lượng kiếp các đức Như Lai ở mười phương đều phải tu hành qua. A Di Đà Phật, khi mà quý vị tu hành vào trong cái quả đại giác á, con đường tu hành nó là một đường chứ nó hai đường. Quý vị nên nhớ điều này. Quý vị giàu đi cái phương pháp nào, 84.000 pháp môn, nhưng mà khi mà gần đến đích của nó thì nó chỉ còn một cái đường duy nhất để nó đưa quý vị vào cái Niết Bàn mà thôi. Khởi đầu thì nó là 84.000 đường, nhưng mà khi mà quý vị đi đến cái tận cùng của cái sự giáp nối của 84 đường thì nó chỉ là một con đường duy nhất thôi, đó là con đường đại giác Như Lai. Như vậy thì nhờ cái bài thơ này mà A Nan và đại chúng trên con đường tâm đạo đã tìm lại được cái bản tâm chân thật của chính mình. Và hôm nay thầy giảng nghĩa để chi? Để cho quý vị hiểu rõ, để trên con đường quý vị trở về cái bản tâm, hiểu được cái giá trị của bản tâm của mình, hiểu được giá trị cái sự tu của mình. Và từ đây quý vị sẽ bắt đầu tiến vào một cuộc hành trình để tự mình chứng được cái Niết Bàn thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài thơ thầy đã giảng rõ ý nghĩa. Bây giờ thì theo cái quy lệ của Quán Thế Âm Đạo Tràng, thầy mời quý vị an hưởng 15 phút trong cái bản tâm thanh tịnh. Và sau đó nếu còn giờ thì đến phần pháp đàm, quý vị có thể hỏi những cái câu hỏi liên quan về cái sự tu. Thầy sẽ rất là vui mừng, hoan hỷ để mà giải thích đến cho tất cả quý đại chúng được rõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng mười phương chư Phật tác đại chúng. Cột khăn để chỉ đầu nút đoạn một. Thật chỗ tỏ ngộ. Lúc ấy ông A Nan và cả đại chúng đang nghe lời từ bi dạy bảo của Phật, kệ tụng tinh túy diệu lý trong suốt, tâm được khai ngộ, đồng tán thán là pháp chưa từng có. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cách đây 2 tuần trước, thầy đã giảng qua cái bài kệ mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài đã chỉ rõ cái chân và giọng. Do đó trong cái đoạn kinh này thì ông A Nan và đại chúng trong hội thuyết giảng Thủ Lăng Nghiêm đồng khai ngộ, nên quý vị đại chúng hết lời tán thán cái công đức Thủ Lăng Nghiêm di diệu và bất khả tư nghị này. Quý vị nên nhớ rằng ngài A Nan mặc dầu đã làm thị giả của Đức Như Lai trên 20 mấy năm, nhưng mà hôm nay trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm thì ngài A Nan và đại chúng mới đồng hiểu rõ được pháp tu. Vì vậy quý vị thấy rằng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái kinh chỉ thẳng vào ở trong cái phương pháp tu, chỉ thẳng vào ở trong cái bản tánh của chúng sinh. Do đó quyển kinh này có giá trị bất khả tư nghị. Bây giờ thầy mời Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 2. Cầu khai thị thứ lớp cởi nút. Ông A Nan chắp tay đảnh lễ bạch Phật: Nay tôi nghe Phật mở lòng vô giá đại từ, dạy cho những câu pháp chân thật, thanh tịnh diệu thường, nhưng tâm còn chưa rõ. Thứ lớp cởi nút, đi đến cởi cả 6 thì một cũng không còn,
xin Phật rủ lòng đại bi, thương xót hội này và những kẻ tương lai, bố thí cho pháp âm, rửa sạch những cấu nhiễm trong trầm trọng của chúng tôi. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị đại chúng rất là ngạc nhiên khi thấy Ngài A Nan là một thị giả của Đức Phật, như là bóng với hình với Đức Phật. Như vậy mà trong suốt gần 20 mấy năm, Đức Phật Ngài vẫn chưa chỉ rõ cái phương pháp tu. Bởi vì Phật Pháp quý trọng là chỗ chúng sinh biết hỏi để mà tu. Cũng như Ngài A Nan ở kế bên Đức Phật, nhưng mà chưa bao giờ Ngài A Nan hỏi những cái phương pháp để mà tu hành trì. Hôm nay do bị nạn Ma Đăng Già mà A Nan mới biết rằng cái pháp lực của mình rất là yếu kém. Từ xưa tới giờ Ngài A Nan nghĩ rằng mình gần bên Phật, mình cũng đã đắc được ít nhiều. Tất nhiên là mình có thể trấn áp được cái lòng dục vọng trong tâm. Nhưng mà không ngờ ngày hôm nay qua cái việc Ma Đăng Già thì Ngài A Nan mới biết rằng cái tâm lực của mình vẫn còn yếu kém. Nhất là cái tâm về cái dục ở trong cõi chúng sinh này, Ngài A Nan vẫn hoàn toàn chưa phá. Bởi vì tất cả quý đại chúng đều nên biết rằng một vị đắc tu đầu quần, có nghĩa là trong cái cõi dục này, cái dục vọng, những cái dục thô thì nó đã mất, nhưng mà những cái dục mà di tế nó vẫn còn. Mà ở trong đó cái tình cảm là một cái dục di tế. Do đó nhiều người tưởng rằng mình đã bỏ được dục, nhưng mà khi mà đến những cái dục di tế nó nổi lên, lúc đó mình không ngăn ngừa được. Chẳng hạn như là Ngài A Nan bị trong cái mà nạn của Ma Đăng Già. Đức Phật thì Ngài rất là từ bi, nhưng mà Ngài biết căn cơ của mọi chúng sinh. Cũng như bây giờ một vị pháp sư mà giảng đạo cũng vậy, không phải là gặp ai mình có thể ngồi để mà thuyết pháp, mà những cái vị nghe pháp cần phải thỉnh pháp. Thỉnh pháp thì vị pháp sư mới có thể giảng pháp. Bởi vì khi mà quý vị thỉnh pháp thì trong tâm quý vị đã sẵn sàng chờ đón những cái lời dạy của vị pháp sư, những lời dạy của những vị thiền sư. Do đó cái tâm liễu ngộ quý vị nó sẵn sàng. Còn nếu mà bây giờ tự nhiên một vị pháp sư hay là một vị thiền sư đem pháp đến mà trao cho quý vị, mà trong lúc tâm quý vị chưa sẵn sàng để mà đón nhận thì rất là uổng. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật đợi cái tâm của Ngài A Nan cũng như tâm của quý đại chúng trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm nó đã viên mãn đầy đủ và thỉnh pháp, thì bây giờ Ngài mới trao cái pháp bảo Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội cho. Như vậy thì trong đoạn kinh này Ngài A Nan Ngài đã khẩn cầu Đức Như Lai và thưa với Đức Như Lai vì ông và đại chúng trong cái pháp hội Thủ Lăng Nghiêm cũng như là đại chúng trong cái thời mạt pháp này, mà khai thị một cái phương pháp cởi nút theo thứ lớp để 6 nút nó được tự tại, rửa sạch tất cả phiền não và trần lao đang bám chặt ở trong cái tâm từ vô lượng kiếp. A Di Đà Phật, ở chỗ này quý vị đã nghe thầy trình bày lúc trước, cái 6 nút đây là 6 nút tượng trưng cho 6 căn của chúng sinh. Và mở nút tức như là mở căn. Căn của chúng sinh hiện tại bây giờ đang bám chặt vào trong cái trần tướng, trong cái vô minh phiền não. Do đó nếu mà các căn này nó không có thông thì quý vị sẽ không đạt đạo. Do đó đầu tiên là Ngài A Nan cung thỉnh Đức Như Lai khai thị và theo thứ lớp để mở được các căn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp đến đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 3. Cột nút cho xem nhà gần hỏi đầu nút. Liền khi ấy Đức Như Lai nơi sư tử tòa sửa áo niết bàn, niết bàn tăng, vén áo tăng nhà lê, dựa ghế thức bảo.